thì đắt nhỏ. Những cái bình lớn như cũng bằng tay ấy. Không bằng tay nhưng mà đắt ở này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chân giả tạm, chừng nào nó mua hoa sen thiệt về nó chưng. Giá nhìn thiệt thì đâu có chân chân tụng hoài được. Ừ. Giá nhìn mới mua. Không, giá đâu có nhiều hoa giả nhìn như thiệt chứ bộ. Nhìn như nặng thiệt thì có lâu không con? Nặng thiệt thì đất xíu thì có lâu đúng không? Người tạo máu còn mau, còn người tạo tạo thì còn mau tạo thì cũng có cơ quan gì nữa mà. Bây giờ cô đang nắm là nắm cái gì? Nó sẽ định nhỏ đó. Cô lấy đất xí ở đâu cô? Đất xét thì mấy bệnh viện ở ngoài xa nó có chỗ, nhưng một ngày còn ngồi bình thường thì làm được mấy trăm rảnh gì cô? Một ngày làm 10 cái, đây 10 cái thì 2 ngày là thì 1 ngày làm, 1 ngày trả tháng để cô quăng. Con đứa mình tập đất nhiều đất nữa, làm nhiều con đỏ nó có thể làm được thầy được, không có tiền được đâu. Vậy là cái này là mình chỉ làm những lúc rảnh rỡ thôi, còn bình thường như bữa nay là đi gặp lúa là mình có làm được không? À, ông nói mình rất không khỏi mình làm. Mo đồ chưa lên đã. Chưa lên đã dập tắt. Mà sao chưa sáng nó lộ tài nước đó nước bình thường thôi à con. Rửa ra mình cũng trà lá, mình cũng gọt biết cái nào hơi méo mó là mình sửa lại cho nó chuẩn. Nó có phải làm mà gì đâu có nó chuẩn đâu được đâu. Tiếng của cô là giống tiếng mẹ em trắng. Đâu giống đâu. Không giống. Nhiều. Thiệt. Nhớ mà. Cái style nói chuyện. Đây là cái style nói chuyện. Không cắt. Cái style nó giống. Ừ. Nhà cô làm thì là mấy giờ rồi cô? Từ này chuyển qua đời kia mà. Thế này mà chuyển qua thế này kia làm. Con cô có biết làm không cô? Biết nó nhiều đất. Ủa ở nhà này là có mình cô làm hay là có mướn người làm thuê không cô? Đồ gì cô muốn đi thuê. Đất sét này là mình lấy đâu cô? Lấy một người vậy còn gọt cái tiết này còn sửa lại cho nó chuẩn. Lấy cái chỗ này đạp từ hôm nay ấy. Về còn phơi nữa. Phơi rồi còn ngâm nữa. Ngâm xong rồi còn đạp.